Nếu như các anh em đang cần tìm một mùi hương mà nó là tổng hợp những điểm mạnh nhất của ba chai nước hoa CK1, Cromazzaro và Nautica Voyage, Fashionable Regatta chính là siêu vũ khí nước hoa dùng trong mùa hè mà các anh em cần phải sở hữu, đặc biệt là những ông nào túi tiền hơi bị rách giống như mình. Chắc chắn chúng ta sẽ phải có Fashionable Regatta bởi vì nó quá xứng đáng đến từng đồng cho các anh em. Ok, vậy thì bây giờ anh em mình hãy ngồi relax và mình sẽ chia sẻ đến với các anh em mùi hương và hiệu năng và những cái gì mà chúng ta cần phải biết về chai nước hoa này, một chai nước hoa mình đánh giá rất đáng để sở hữu, Fashionable Regatta. Trước khi vào chủ đề chính của video thì chắc chắn rồi, mình rất là mong các anh em nếu như mà có thể thì click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm, là giúp cho mình có những cái động lực để mà phát triển kênh và cũng như là để tìm những cái mùi hương mà nó vừa ngon, nó vừa đáng giá tiền để có thể chia sẻ đến với các anh em. Đó thì mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ anh em mình, chúng ta hãy cùng nói về một cái mùi hương mình nghĩ rằng nó khá là xa lạ với đa số các anh em ở Việt Nam, Fashionable Regatta. Khi mà mình xịt thì điều đầu tiên mình cảm thấy đó là CK1. Cái tông mùi không thể lẫn vào đâu được của CK1, của chanh tây, rất rất tuyệt vời, của chanh tây, của Nelori tuyệt vời, rất là sảng khoái và tươi mát. Và sau khoảng 10-20 phút thì lúc đấy nó thêm một cái vị nồng, hơi nồng mà chúng ta sẽ thấy ở đấy, đó là của Cromazzaro. Nếu như anh em nào mà đã ngửi Cromazzaro thì chúng ta đều đã biết đây là một cái chai nước hoa mà nó mang theo một cái phong cách mùi nó hơi nồng nàn ấm đó. Thì ở chai nước hoa này, khi mà đầu tiên đó là cái tông mùi của chanh tây, của Nelori rất là sảng khoái, thì sau khoảng cái cho nó khoảng 20 phút đi thì chúng ta sẽ thấy ở đây cái mùi hương của Cromazzaro, và đến cuối cùng cái dry down của nó thì đấy lại là của tông aquatic của Nautica Voyage, một cái mùi hương phải có thể gọi là xuất sắc dành cho mùa hè. Do vậy khi mà chúng ta trải nghiệm cái mùi hương này, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ thấy những cái style mùi mà của những cái chai nước hoa mùa hè rất được mọi người trộn sử dụng thì nó gom hết vào trong cái sản phẩm Fashionable này. Chắc chắn rồi đây sẽ là một cái combo tiết kiệm về kinh tế, về chi phí, bởi vì chúng ta đang sở hữu một cái mùi hương đặc trưng dành cho mùa hè. Ok, về độ linh hoạt mùi hương thì chắc chắn rồi, đây là một cái sản phẩm mà chúng ta hoàn toàn không có gì phải nghĩ ngợi khi mà sử dụng trong mùa hè. Chúng ta đi chơi lấy ra và xịt, chúng ta đi gặp mặt lấy ra và xịt, chúng ta đi làm lấy ra và xịt, chúng ta đi biển lấy ra và xịt. Chúng ta sẽ không cần phải lăn tăn bất kỳ một cái dịp nào đấy, một cái mùi hương nào đấy liệu có cần thiết phải hợp hay không, thì đấy chúng ta không cần phải nghĩ, bởi vì đây là một chai nước hoa có thể gọi đặc trưng dành cho mùa hè. Do vậy thì cái điều mà mình rất là thích ở chai nước hoa này đó là cái sự linh hoạt, cái biên độ linh hoạt của nó gần như là không bị giới hạn, max băng thông, phải gọi là dùng từ max băng thông. Bất kỳ một cái dịp gì của mùa hè anh em cứ lấy ra và pha, không phải suy nghĩ nhiều. Và cái thứ hai, về độ tuổi sử dụng thì đây là một chai nước hoa trẻ dùng cũng được, giống như kiểu teen dùng cũng được, thanh niên dùng cũng được, trung niên dùng cũng được, bởi vì thực sự đây là một cái mùi hương nó rất dễ để sử dụng. Bất kỳ một độ tuổi nào, bất kỳ ai, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, chúng ta hoàn toàn có thể xịt sử dụng một cách rất là dễ dàng. Đó, đấy là một cái điểm mạnh của chai nước hoa này. Nếu như ví dụ ở CK1 thì rõ ràng là nó chỉ hợp với các anh em nào tầm teen thôi, vì còn nếu mà đã già sử dụng cái mùi hương của CK thì nó hơi bị gọi là khập khiễng. Còn Cromazzaro thì rõ ràng là nó chỉ hợp ví dụ như tầm thanh niên đổ lên, ví dụ như tầm 20 mấy ấy, 24, 25 bắt đầu đổ lên
thì là ok. Chứ còn mà các anh em tuổi teen mà sử dụng Chrome Azzaro thì nó lại hơi bị dừ. Đối với mình thôi nhá. Đối với mình, đó là nó hơi bị dừ. Còn Nautica Voyage thì đấy cũng là một chai nước hoa có cái sự đa dụng về độ linh hoạt, về độ tuổi. Tuy nhiên thì nó lại bị một cái giới hạn, đó là về cái tông mùi của nó. Đôi khi nếu như mà ai mà không thích cái vị aquatic thì cũng không phải là thấy cảm thấy dễ chịu. Đó. Thì ý mình muốn nói rằng chai nước hoa này nó đã bù trừ về cái độ linh hoạt, về độ tuổi, và nó bớt được những cái điểm mà mình vừa list ra. Ít nhiều nó cũng bớt được những cái hạn chế đấy. Và nói chung là mình cảm thấy là nó rất là ok. Về hiệu năng mùi thì trên da của mình, chai nước hoa này mình đánh giá khá là ổn. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 7 đến 8 tiếng. Và sử dụng trong mùa hè, mình có sử dụng chai nước hoa này, ví dụ mấy hôm nắng nóng ấy, mình có sử dụng để xịt và đi ra ngoài đường, thì mình thấy rằng độ bám của nó rất là tốt, tầm từ 7 đến 8 tiếng. Về độ tỏa thì chai nước hoa này theo như trên da của mình thì nó chỉ khoảng tầm một cánh tay, và sau đó thì nó chỉ chưa đến, có khi mình cảm nhận là chưa đến một cánh tay, chỉ là một nửa cánh thôi. Đại khái là nó tỏa không phải là quá xa. Cho nên là ví dụ như anh em mà chúng ta sử dụng trong môi trường không gian hẹp thì cũng không cần phải lăn tăn là nó có bị vấn đề gì hay không. Đó. Tổng quát lại, đây là một chai nước hoa mình cho rằng nó rất là xứng đáng, đặc biệt là với các anh em nào, cái thứ nhất là ví rách như mình, nghèo rách như mình, đó thì chúng ta luôn luôn ưu tiên một cái mùi hương mà nó phải có cái sự đa dụng, nó phải có cái sự linh hoạt, nó phải có cái sự dễ nhận được những cái lời khen. Đó. Một chai thôi, nhưng nó phải đảm bảo được những cái tiêu chí đấy để mà không bị dàn trải quá nhiều tiền vào để mua sắm. Ví dụ như là bây giờ mà chúng ta đi mua Versace Dylan Blue chẳng hạn, ok, hoặc là Paco Rabanne Victus, thì những cái chai đấy về bản chất là ví dụ như chúng ta sử dụng trong những cái dịp picnic mùa hè thì nó rất là bá đạo. Nhưng ngoài cái việc đi picnic ra thì nó rất là bị hạn chế, bởi vì nó không hợp với sử dụng mùa hè ở Việt Nam. Một kiểu dạng như thế thì chúng ta mình luôn muốn là một cái gì đấy mà một cái mùi hương mà nó có thể đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí dành cho các anh em mà ở một cái mức giá nó không hợp lý. Đó, kiểu như vậy thì Fashionable Regatta là một cái sự lựa chọn như thế. Còn tất nhiên khi mà một chai nước hoa nó đã bảo đảm được tất cả những cái mục tiêu, chắc chắn rằng nó sẽ không thể nào so bì được với một chai nước hoa chỉ chuyên về một dịp. Nó không bao giờ bằng. Nhưng về tổng quan thì nó lại là hơn. Thì đấy là cái đánh giá của mình. Fashionable Regatta rất xứng đáng có trong cái bộ sưu tập nước hoa của anh em, đặc biệt là những ông nào mà muốn một cái mùi hương cho mùa hè và nó đa dụng, thì đây là một cái vũ khí mình nghĩ là các anh em đáng cần phải thử. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một sản phẩm khá là xa lạ đối với mọi người, nhưng chúng ta cũng nên biết Fashionable Regatta. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, và anh em mình sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, chào thân ái và bye bye.